luôn lấy người dân làm trọng tâm để hướng đến sự tích cực, chủ động tham gia của nhân dân và cũng chính họ là chủ thể đầu tiên thụ hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây chính là nội dung xuyên suốt được mỗi cấp ủy địa phương của huyện Kim Động thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Nhờ đó, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp của tỉnh, đến nay hai xã đầu tiên của huyện cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, đó là xã Hiệp Cường và xã Phạm Ngũ Lão. Dù chỉ là một điểm trường mầm non lẻ của xã Hiệp Cường với quy mô 4 lớp nhà trẻ và mầm non, nhưng cơ sở vật chất tại đây luôn khiến cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ hào hứng và yên tâm đến trường. Hơn 5 tỷ đồng được xã huy động từ nguồn xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở giáo dục mầm non này với đầy đủ điều hòa, sân chơi, bếp ăn hiện đại cho các cháu học tập vui chơi. Những năm gần đây thì được sự quan tâm của cấp trên, cô và trò ở trường mầm non xã nhà đã được đầu tư tất cả về trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất. Chính vì vậy mà trẻ rất là yêu thích được đến lớp. Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí giáo dục, xã Hiệp Cường luôn chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục tại địa phương về cả cơ sở vật chất, các nhà trường đến tinh thần đời sống của giáo viên để các thầy cô yên tâm công tác. Nhờ đó, chất lượng giáo dục tại các nhà trường không ngừng được nâng cao. Bên cạnh tiêu chí giáo dục, xã Hiệp Cường cũng đã sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức dân để hoàn thiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu như thu nhập bình quân đầu người đạt 74,8 triệu đồng một người một năm, xây dựng mô hình nông thôn thông minh tại thôn Lương Xá, tổng kinh phí huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại đây là hơn 300 tỷ đồng. Dễ trăm lần cũng dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thế tất cả chung tay để xây dựng một xã cũng như là thôn, giữ vững được nông thôn kiểu mẫu. Hàng tháng, lãnh đạo địa phương mời đại diện của chi bộ đảng, rồi ban giám hiệu sang họp và nghe cái phản ánh những cái khó khăn vướng mắc và cùng tháo gỡ. Cuối năm 2023, xã Phạm Ngũ Lão về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự. Dù đặc điểm kinh tế, xã hội, tiêu chí kiểu mẫu khác nhau, song điểm chung ở các xã đó chính là sự đoàn kết, đồng lòng trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bức tranh làng quê hiện đại với đường xá sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cuộc sống yên bình, no ấm là niềm vui chung của mỗi người dân, đồng thời cũng là kinh nghiệm để các địa phương khác của huyện học tập và phát huy. Sự thay đổi rõ nét nhất đối với địa phương chúng tôi đó là bộ mặt và hình dáng của địa phương. Thứ hai nữa là cái chất lượng cuộc sống được nâng cao, con cháu đi xa về gần rất phấn khởi. Năm 2024, huyện Kim Động đặt ra mục tiêu là có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu 6 xã sẽ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả nông thôn mới kiểu mẫu của 2 xã Hiệp Cường và xã Phạm Ngũ Lão, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng cái vai trò chủ thể của người dân, có sự đồng lòng của người dân thì những cái chỉ tiêu khó, những cái tiêu chí khó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được. Với cách làm huy động sức dân để lo cho dân, lấy người dân làm chủ thể đã giúp cho xã Hiệp Cường và Phạm Ngũ Lão sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quan trọng hơn nữa, đó chính là niềm vui của mỗi người dân khi đời sống vật chất và tinh thần đều không ngừng được nâng cao.